Vâng, Thượng Vũ Nguyễn Hồng Trung em xin gửi lời chào đến tất cả các anh các chị, cô dì chú bác nữa đã theo dõi video này của chúng em. Hôm nay bên em đưa lên một tác phẩm Phật Tổ ngồi trong hang đá dưới bóng cây tùng. Vâng, một tác phẩm dựa trên chất liệu bằng nu kháo nhá, làm trên chất liệu nu kháo này. Một tác phẩm rất là đẹp, rất là có chiều sâu, mang ý nghĩa tâm linh rất là lớn. Chiều cao của tác phẩm này là 72cm, chiều ngang 52 và chiều sâu là 22. Vâng, một tác phẩm đẹp như thế này, ý nghĩa như thế này, bên em giao lưu với tất cả các anh các chị. Một tác phẩm này với giá chỉ có 5 triệu rưỡi thôi. Vâng, 5 triệu rưỡi là bên em đã bao ship toàn quốc rồi. Vâng, giá rất là rẻ phải không các bác? Nhìn rất có chiều sâu. Đấy, bên em đục tán tùng thì rất là đẹp, rất là tỉ mỉ, rất là có chiều sâu này. Các bác nhìn đây, nhìn thấy từ khe kẽ một chưa? Nhìn thấy tán tùng rất là đều nhau. Cành tùng thì rất là cổ thụ nhá. Nhìn rất là có, gọi là rất là có chiều sâu ấy. Vâng. Nhìn bên trên đây, bên em đã để cái khúc gỗ này, đây là một khúc gỗ có điểm nu này. Và có một chút nũa đằng sau nhá. Đấy, một khúc gỗ như thế này mà bên em chế tác ra một tác phẩm nhìn rất có chiều sâu. Phật Tổ thì ngồi trong hang đá và đang tụng kinh niệm Phật, rất là đẹp, cầu lại cho quốc thái dân an. Đấy, mang lại vinh quang về cho Tổ quốc nữa. Đấy, bên đây thì là một ngôi nhà, nhìn xa xa có một ngôi nhà này, cũng là có một bóng cây tùng. Và mang lại ý nghĩa là rất là phong thủy ấy, mang lại cái trừ tà này, ma này đến cho gia đình nhà bác nào hữu duyên sở hữu được một tác phẩm đẹp như thế này. Một tác phẩm bằng nu kháo nha bác nhá. Chiều cao 72, chiều ngang là 52 và chiều sâu là 22. Vâng, bên em giao lưu chỉ có 5 triệu rưỡi thôi. 5 triệu rưỡi là bên em đã bao ship rồi. Ship toàn quốc cho các bác luôn. Đó, nhìn rất là có chiều sâu. Các bác nhìn thấy Phật Tổ đang ngồi trong hang đá tụng kinh niệm Phật rất là thần thái, rất là ung dung, thoải mái, rất là hiền lành nhá. Đấy, bên em đây, nu kháo này nhìn rất là đẹp. Bên em xử lý cái nu kháo này là nhìn như là nu 3D luôn. Đấy, các bác lại nhìn thấy chưa? Rất đẹp. Bên dưới thì bên em cũng để cái phần tự nhiên, gỗ tự nhiên để cho các bác chơi để mang lại cảm giác tự nhiên nữa. Đấy, rất là nhiều chi tiết để tự nhiên nữa. Bên trên đây thì bên em gai nu này thì cũng để tự nhiên. Đấy, để tự nhiên cho các bác chơi này rất là đẹp. Các em quay lại đằng sau nhá. Quay đằng sau này, đằng sau là một cái khúc gỗ rất là già rồi. Nhìn đây là một tác phẩm rất là già gỗ. Đấy, bên em để tự nhiên nhá, cũng không đục đẽo gì, để chỉ là đánh nhẵn đi thôi, đánh nhẵn đi xong full PU để cho các bác chơi mang lại cảm giác rất là tự nhiên. Chất gỗ rất là già, là một cái phôi gỗ gốc cây rất là già gỗ rồi. Đấy, rất là đẹp. Một tác phẩm đẹp như này mà chỉ có 5 triệu rưỡi thôi. Rất là rẻ phải không các bác? Đấy, bên em đã chế tác ra tác phẩm này giao lưu với các bác, mang tính chất là giá xưởng thôi nhá bác nhá. Chỉ là giá xưởng thôi nên mới có giá như thế. Đấy, nhìn cũng rất là thần thái, rất là điềm đạm này. Tượng gỗ xưởng Nguyễn Hồng chúng em, địa chỉ quốc lộ 38, Đông Giao, Lương Điền, Cẩm Giang, Hải Dương. Số điện thoại hotline các thuộc 0988336318 hoặc 0966336318. Và em xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại các bác tại video lần sau.